Để đảm bảo sức mua không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh, trong những ngày sát Tết Nguyên đán này, nhiều mô hình bán hàng trực tuyến, đi chợ online đã được các doanh nghiệp siêu thị lớn đẩy mạnh triển khai. Và bước đầu, những hình thức kinh doanh này được đánh giá là hỗ trợ chống dịch và đảm bảo cho người dân đón Tết đầy đủ, an toàn. Chỉ 2 tiếng đầu giờ sáng nhưng đã có hàng trăm đơn hàng bánh kẹo và mứt Tết được tiếp nhận và sẵn sàng chuyển đến tay người tiêu dùng. Nhờ dịch vụ bán hàng trực tuyến mới được triển khai, lượng hàng bán ra tăng mạnh, bù đắp cho sức mua bị sụt giảm tại kênh bán hàng truyền thống trong những ngày qua. Chúng tôi cũng đánh giá rằng là cái sức mua của thị trường năm nay cũng sẽ bị ảnh hưởng, giảm sút từ 5 đến 10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên là ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã triển khai kênh bán hàng online để hỗ trợ với các cái kênh bán hàng truyền thống khác nhằm đảm bảo doanh số cho công ty cũng như là đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Kênh phân phối hàng hóa trực tuyến đã giúp tăng tới 30% lượng hàng Tết được bán ra mỗi ngày. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp thì đây được xem là giải pháp hữu hiệu để vừa đảm bảo kinh doanh an toàn vừa đáp ứng nhu cầu về tiêu thụ hàng Tết của người tiêu dùng. Để phục vụ nhu cầu của những khách hàng mà không muốn ra khỏi nhà hay là những cái khách hàng mà không muốn tập trung đông người, chúng tôi đã tăng cường rất là mạnh cái dịch vụ đi chợ hộ. Chúng tôi sẽ ra hàng hoàn toàn miễn phí dành cho khách hàng. Và theo những ghi nhận của chúng tôi trong những ngày vừa qua thì cái dịch vụ này đã được khách hàng đón nhận một cách tích cực và số lượng người sử dụng cái dịch vụ này đã tăng gấp đôi so với lại bình thường. Hà Nội đang xây dựng cái cung ứng hàng hóa để đảm bảo dự trữ cho 3 tháng trong công tác phòng chống dịch với cái tổng trị giá là 194.000 tỷ đồng. Cho nên là các doanh nghiệp phân phối đã thay đổi cái hình thức kinh doanh. Thứ nhất là vẫn phục vụ theo cái phương thức truyền thống. Thứ hai là phục vụ theo thương mại điện tử. Đi chợ online rồi chợ của nhà mình thì hiện nay là đang tăng trưởng trên 30%. Năm ngoái, số người tiêu dùng Việt Nam mua sắm online tăng 25%, trong khi các kênh truyền thống như siêu thị, chợ và tạp hóa chỉ tăng từ 3 đến 7%. Do vậy, đẩy mạnh thương mại điện tử không chỉ giúp đảm bảo an toàn dịch bệnh mà còn là cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ cho các doanh nghiệp.